sau mỗi buổi tập quay cái này là rất là tốt các bạn ạ. Phê rất là hiệu quả. Mỏi tay không anh? Mỏi chứ. Phê lắm đúng không? Nó làm cổ tay mình rất là mệt. Ok, đây là anh Thiều nhá, anh Dương Thiều nhá. Anh Dương Thiều là một trong những tay vợt đôi nam phong trào hàng đầu miền Bắc nhá. Anh em nào một cổ tay cứng thì tốt nhất là nên sắm cho mình một cái. Đấy. Thì ra tay anh Thiều rất khỏe rồi nhưng mà anh vẫn phải tập cái này để cho nó vừa dẻo vừa khỏe hơn. Ok, đây là bạn Quân. Quân Lưu. Đánh cầu rất hay, tài năng trẻ. Ok, anh em đang tập bóng tập cổ tay nhá. Anh em nào mà tay yếu thì tay yếu muốn tay khỏe thì mọi người hãy mua một quả bóng tập của tay để tập cho nó khỏe nhá. Ok.